Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Phúng TV. Phía bên trái của mình là cây hồng, còn phía bên phải là cây nam thiên, còn đằng sau là Phúng TV. Nhưng mà chủ đề hôm nay tớ quay thì hai cây này chả liên quan gì hết. Và chủ đề hôm nay tớ quay là các bạn đã nghe thấy câu nói há miệng chờ sung bao giờ chưa? Nani? Hôm nay mẹ cắm được một cành hồng. Bây giờ tớ sẽ thử làm cách há miệng chờ hồng. Hồng này chắc chắn tí nữa nó sẽ rụng mà tớ không cần phải hái. Nani? Yeah yeah. Em quan tâm đến sâu bạc cả. Olha o macaco. Video của tôi.